Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với nhau với tự học tiếng Trung bài 16. Và bước 1 chúng ta lại viết chữ cùng với nhau. Và từ đầu tiên mình hướng dẫn các bạn đó là từ cung chuộc. Cung chuộc có nghĩa là làm việc. Các bạn viết chữ cung như sau. Cái này gọi là cung, công. Chữ chuộc ở trước bộ nhân đứng, đằng sau là bộ chát. Đọc là chuộc. Âm Việt là chữ tạc nhé. Nghỉ cung chuộc mà mắt, bạn công việc có bận không? Bộ này bạn có là bộ nhân, nhân đứng. Bên cạnh là phần chỉ âm của nó là bộ chát. Tiếp theo, bạn có từ yếu tiện là hơn một chút. Yếu là có này. Tiện là một chút này. Yếu tiện. Yếu thể mạng tức là hơi bệnh một chút. Ở đây bạn có bộ diện tự chiếm này. Ở dưới bạn có bộ diện tự hoàn nằm nhé. Bên cạnh là bạn có bộ nhi nhé. Nhi là đứa trẻ. Ủa cung chùa yếu thể mạng, tôi công việc hơi bận một chút. Từ kế tiếp bạn có là từ tự xính chưa. Tự là chữ tự. Bạn đọc là tự. Tự chính là chữ hành, chạy đây, hành, chưa là cái xe nhé. Âm viết gọi là chữ sang, chữ xính chưa tức là chiếc xe đạp. Úa hiểu ý lẹ, chữ xính chưa, tôi có một chiếc xe đạp. Kế đến bạn có một chiếc xe khác, đó là chi chưa, là xe hơi. Xe hơi thì viết thế nào? Đầu tiên là có bộ này, ba chấm thủy, nhân nằm, nhất và ất. Cái này bạn đọc là chỉ, là chữ khí. Ba chấm thủy này, 1, 2, 3, ba chấm thủy là chỉ về nước ấy. Nhưng mà nó chỉ là bộ thôi, còn chữ thủy nó viết khác. Thế đằng sau là chữ khí, chữ khí là gồm bộ nhân nằm, chấm. À, gọi là nhất đấy, và dưới gốc ất. Cái này là chữ khí, là không khí ấy. Nhân nằm, nhất và ất nhá. Chi chưa là chiếc xe gì ấy? Xe hơi. Chi chưa là xe hơi. Tôi có một chiếc xe hơi, bạn nói này. Ủa hiểu. Ủa hiểu. Hiểu là có nhá. Ý liệu. Một chiếc. Chỉ chưa, tôi có một chiếc xe hơi. Ủa hiểu ý lẹo. Chỉ chưa thì cái lẹo này là lượng từ xe cộ. Ý lẹo múa thôi chưa, một chiếc xe máy. Ý lẹo chữ xính chưa, một chiếc xe đạp. Và ý lẹo chi chưa, một chiếc xe hơi. Chữ lẹm thì đằng trước vẫn có bộ diện, bộ xa nhé. Đằng sau chữ lưỡng, tiếng Trung người ta đọc là lẹm này nhé. Lưỡng là hai, lưỡng quốc trạng nguyên nhé. Kế đến chúng ta sẽ sang một cái từ khác, đó là từ trần gia là như thế nào. Trần đầu tiên là bộ diện, bộ trác này. Ở dưới là có bộ tâm nhé. Bạn đọc là gì? Trần. Bộ này là bộ trác này. Bộ tâm là một vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời. Tâm hay còn gọi là trái tim. Chữ mơ bạn làm như sau. Nét phẩy dưới bộ tư. Bạn đọc là bộ mơ, chữ mơ. Nét phẩy, bộ này là bộ tư, tức là riêng tư. Chữ yang bạn làm như nào? Bộ mộc. Chữ dương, cái này bạn đọc là yang. Viết là chữ dạng. Mộc là cái gì? Mộc là cái cây. Dương là con. Con dê. Dương. Hai sừng ba sừng sườn, một đuôi. Dám ở dương là con dê. Chơi chi nhỉ chẩm yạc, gần đây bạn thế nào? Ủa chơi chi cũng rua khẩn mà. Từ gần đây công việc rất bận. Ví dụ thế. Kế đến bạn có từ khai, tức là mở. Khai là mở. Càng khai suy yếu thiện mạng,
vừa mới khai giảng hơi bận một chút, hoặc là khai trương lái xe, hoặc là on off trong giống kiểu tiếng Anh, khai tân bật đèn, quan tân tắt đèn, khai chi bật máy, quan chi tắt máy. Đấy, ý nghĩa của chữ khai là như vậy. Kế đến chúng ta có một cái từ là từ can, tức là vừa mới nhé, cương và cũng đau đớn. Cái này bạn đọc là can này, âm mới là chữ cương này. Cái bộ này là bộ cương, tức là gì, gò đồi. Bên cạnh hai con dao xếp cạnh nhau là bộ đao, đau đớn. Cái này bạn có thể sử dụng là các khai trí, vừa mới khai giảng, yếu tiện mà hơi bận một chút. Sau đây thì chúng ta đi tiếp sang một từ nữa là từ chê chi, là gần đây. Các bạn viết như sau. Đầu tiên là bộ bộ nhật này, bộ nhĩ này, và bộ hữu này, đọc là chê. Nói về chữ tối, tối cận, chê chi. Đầu tiên bạn có bộ này, bộ nhật này. Nhật là mặt trời. Nhĩ tức là gì? Nhĩ là cái tai nhé. Và hữu là làm lại nhé. Chữ chim thì bạn làm thế nào? Chữ chim thì đầu tiên bạn có bộ cân, bên ngoài bộ gì? Bộ xước, cái này bạn đọc là chim. Chữ cận, tối cận, truy chim. Thì cái bộ này là bộ cân. Cân này là 500g, cân ở Trung Quốc. Thì cái bộ này là chấm với số 3, vẩy sang. Xước ta còn gọi là bộ quái, quái xước. Truy chim lúa khẩn mà, gần đây tôi rất bận, đúng không ạ? Ta có một cái từ khác là từ dán sợ, là màu sắc. Quả trên của nó là chấm đầu này, bát ngửa này, sưởng này, trong là bộ sao. Bên cạnh nữa thì là bộ hiền. Bạn đọc chữ này là chữ yên, đó viết là chữ nham nhé. À, chữ nham thì làm thế nào? Đờ cả như thế này là chữ sản, tức là sản xuất. À, bên cạnh ba cái vẩy này, người ta bộ sao là cái đuôi tóc của người con gái. Thế còn ở bên cạnh nữa là bộ hiền. Hiền tức là trang giấy. Yến sượng, chữ sượng là như này. Sượng âm là chữ sắc nhé. Như này người ta gọi bộ đao, đao nằm. Bên dưới bạn có chữ gì? Chữ ba. Ní xì hoa sớm ở yến sượng, bạn thích màu gì? Ủa xì hoa khi sượng, tôi thích màu đen. Một từ nữa mà chúng ta có, đó là từ lán, tức là màu xanh da trời. Thì với chữ lán các bạn viết như sau. Đầu tiên bạn viết bộ thảo đầu này, thảo đầu trước nhé. À, sau đó thì bạn có bộ gì? Bộ đao đứng này, bộ trúc, và dưới bộ gì? Bộ mãnh, đọc là lán nhé. Âm viết là lan, là màu xanh da trời. Thảo đầu không nói lại. Ta có hai con dao xếp cạnh nhau, ta gọi bộ đao, đao đứng. Như này gọi bộ trúc đúng không ạ? Ở dưới bạn có bộ gì ạ? Bộ mãnh. Mãnh là cái bát nhé. Úa xì hoa lán sợ, tôi thích màu màu xanh da trời. Thế còn màu xanh lục là gì? Lùi. Lùi có nghĩa là lục nhé. Màu xanh lục là xanh lá cây ấy. Lụa mịch này là lụa. Kệ này là đầu con nhím này. Và dưới bộ gì? Bộ thủy này. Tôi thích những cái thứ này. Khăn này, đầu con nhím này, và dòng nước đều rất thích màu xanh, đúng không? Úa xì khoa lùi sượng, tôi thích màu xanh lục, xanh lá cây. Thế còn một cái màu khác mà có là màu khuây, là màu gì? Màu sáng. Cái này bạn đọc là khuây, là màu sáng. Màu sáng thì là như thế nào? Như thế này nhé. Đầu tiên là cái quẻ này gọi là quẻ hào, là một loạt quẻ bói. Tiếp theo đây chữ này chữ hỏa. Hỏa là gì? Lửa. Tính chung nó đọc là hỏa. Bạn thấy hình người hai tay dơ lên. Em bị lửa cháy, em bị lửa cháy. Lửa mà bị người ta đè xuống dưới thì nó sẽ làm sao? Thành tro, đúng không? Bị người ta dập đi nó thành tro. Và nó có màu gì? Màu xám. Khuây tức là màu xám. Ủa bụ xì hoa khuây sữa, tôi không thích màu xám. Tha chàng nhắn choàng khí sự ở chân sang.
anh ấy thường mặc áo sơ mi màu xám, ví dụ thế. Chúng ta còn một cái từ nữa là khuất, là buồn ngủ, thì bạn làm thế nào? À, cây, trong một cái vườn cây đúng không? Khuất là chán nản hoặc là buồn ngủ nhé. Âm Việt nó là chữ khốn, khốn khó. Thế bên ngoài bạn có bộ gì? Bộ vi ấy. Và bên trong có bộ mộc. Trong một cái vườn cây thì mình cảm thấy rất buồn ngủ đúng không? Yên tĩnh quá. Chúng ta sẽ đi tiếp sang một từ nữa là từ ượng. Ượng có nghĩa là đói. Đói thì là người bị sao nhỉ? Không có thực phẩm, bộ thực nhé. Ai nói? Tôi nói. Chữ ượng. À, ượng. Ở Việt gọi là chữ ngật, là đói. Đúng không? Ngạ thì đúng hơn. Chữ ngạ thì đúng hơn. À. Đói là bởi vì không có thực phẩm này ăn. Đằng trước là bộ gì? Bộ thực. Ai đói? Tôi đói. Chữ ủa. Ở Việt gọi là chữ ngã. Bản ngã hay là cái tôi. Ưa sử là đói chết đi được. Bạn có thể viết như sau. Đầu tiên là bộ thực này. Chữ ủa này. Chữ sử. Ưa sử là. Ưa sử là đói chết đi được. Thì cái bộ này là bộ gì? Bộ đãi. Đãi tức là không tốt, xấu xa. Chỉ tức là cái môi mũ canh. Tình hình rất xấu rồi. Ăn bằng thìa là lắp sách sắp chết này. Sử là chết. Ưa sử là chết, đói chết đi được. Đây chính là chữ liễu nhỉ. Còn bộ liễu nó viết khác. Bộ liễu người ta viết này. À, cái này gọi bộ liễu. Đây là chữ liễu. Nói là được đã xong rồi, người ta dùng chữ lơ đó, đúng không? Ưa sử là đói chết đi được. Ta còn một từ khác là từ lầm. Lầm là lạnh, các bạn làm như sau. Như này bạn đọc là lầm nhé. Tiếng Việt là lạnh. Lạnh đặc, lạnh cảm. Này. Lạnh thì làm gì? Là mà có băng tuyết với lạnh được. 2.5 2.3 nhé. Có băng tuyết thì mới lạnh. Thế còn ở dưới bên cạnh là chữ thiện. Chữ chỉ phát âm của nó là chữ lệnh. Chữ lệnh này thì tiếng Trung nó đọc là linh, linh. Đây là điển hình chữ án hiện đại. Phía trước chỉ nghĩa và chúng ta chỉ phải phát âm nhé. Tiếp theo ta có một cái chữ nữa là chữ khát. Khứa sử, khát chết thì được. Khát là bởi vì gì, thiếu gì nhỉ? Thiếu nước, không có nước uống, đúng không? Đằng sau chính là một phần của chữ khứa mà mình đã học rồi. Cái này đọc là khửa nhé. Khửa có nghĩa là gì? Là khát. Khát. Khát là bởi vì thiếu nước. 3 chấm thủy. Khi mà có nước uống thì uống cả gì ạ? Cả ngày, nhật này. Vừa uống vừa ôm này, bao này. Ôm người, ôm chó, ôm người này. Ôm người nhá, là nhân nhá. Ôm mấy em? Ôm 2 em, đúng không? À. Khứa sử là khát chết thì được. Thế còn một từ khác, đó từ lây, nghĩa là mệt mỏi. Mệt là bởi vì do làm ruộng. Khi mà làm ruộng thì mệt đúng không? À. Cái này bạn đọc là lệ. Âm viết là chữ lụy. Là mệt mỏi. Mệt là do làm điền, làm ruộng. Thì nó sẽ làm sao? Đằng sau chữ này chữ hệ. Bạn tưởng tượng như những cái giọt mồ hôi đang rơi xuống, đúng không? Làm ruộng thì rất là mệt, mồ hôi nó rơi xuống là lệ. Lệ sử là mệt chết đi được. Nhi chế từ lệ mà bạn cảm thấy có lạ à, có mệt mỏi không? Nỉ là bạn đúng không? Nỉ chế tứa là cảm thấy. Lây mà. Nỉ chế tứa lây mà. Nỉ là bạn nhé. À, chế tứa lây. Chế tứa là 3 chấm thủy, mệnh, kiến, nhân cách, nhật, nhất, thốn. Thì chế tứa lây mà. Ủa chế tứa lây sự là tôi cảm thấy mệt chết đi được. Ủa ú lây, tôi không mệt. À. Ủa yếu thể lây, tôi hơi mệt một chút. Đúng không? Trên đây thì tính chung với nên chiếm bây giờ vừa mới hướng dẫn cho các bạn xong cái phần viết chữ của bài 16. Việc các bạn về viết lại nội dung bài khóa, à, đọc lên, up lên trên nhóm.
thì mình chấm điểm bài tập bài 16 làm bằng hết đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ chữa các lỗi sai đúng không ạ? Và chấm điểm đúng không ạ? Thế có một số bạn nói là em nhìn thấy bài 16 mà không thấy bài 15 và bài 17 đâu. Thì câu trả lời của chúng tôi là đây là chương trình học tiếng Trung online có phí của tiếng Trung.vn. Các bạn muốn tham gia vào nhóm được để tôi chấm điểm được và xem đầy đủ hệ thống 1.500 chữ Hán, 60 bài tự học tiếng Trung của các quyển Hán ngữ 1, 2, 3, 4 thì các bạn sẽ nộp 500.000 vào tài khoản tiếng Trung.vn và bạn sẽ nhận được tất cả những cái quyền lợi giống như tôi vừa trình bày. Nhân đây thì tôi cũng muốn nhắc các bạn là nếu các bạn nào chưa có quyển vở thì nên mua quyển vở ô vuông, mỗi chữ Hán viết lọt trong ô vuông này. Thứ hai có cái bút chuyên dụng cho việc viết chữ Hán này và giáo trình Hán ngữ 1, 2, 3, 4 năm sau đi cùng với chương trình chúng ta đang học. Đấy. Thì các bạn có thể mua tại tiếng Trung.vn số 10 ngõ 156 Hoàng Mai, Bạch Mai, Hà Nội hoặc là chuyển khoản cho chúng tôi theo tài khoản ở trên trang web tiếng Trung.vn. Thì chúng tôi cũng có thể chuyển sách và tài liệu đến tận nhà cho các bạn. Tiếng Trung.vn chúc bạn học tiếng Trung thành công. Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với giáo trình Hán ngữ 2, bài 16. Bước 1, các bạn sẽ rời phần từ mới và đọc qua cùng với mình. Công ruộng, yếu y tiền. Chưa, tự chính chưa, chi chưa, khái sự, dần mấy dặm, suy trình, ca, khai xuế, khai, yến sợ, lán, lẹng, ạ. Bổ trung sân chứ, bổ trung là bổ sung. Sân chứ là từ mới. Lụy, khuây, khuẩn, ưa, lẩm, khửa, lây. Kế tiếp các bạn sẽ quay về phần bài khóa và đọc qua cùng với mình. Nǐ shèn tí hǎo ma? Bạn sức khỏe tốt không? Quan qīng lǐ hě wǎng lǎo shì jiàn miàn hòu hù xiàng wěn hòu. Quan qīng lǐ, giám đốc quan, hě wǎng lǎo shì và thầy giáo Vương, jiàn miàn hòu sau khi gặp nhau, hù xiàng wěn hòu hỏi thăm lẫn nhau. Wǎng lǎo shì, hǎo jiǔ bù jiàn lè. Thầy giáo Vương, lâu lắm rồi không gặp. Nǐn shèn tí hǎo ma? Ông sức khỏe tốt không? Hěn hǎo, rất khỏe. Nǐn shèn tí zěn mě yǎng? Sức khỏe của ông thế nào? Wǒ yě hěn hǎo, tôi cũng rất khỏe. Zuì jìn gōng zuò máng bù máng? Độ này công việc có bận không? Bù tài máng, không bận lắm. Nín nữa, còn ông thì sao? Càng khai xuế, vừa mới khai giảng, yếu tiền máng, hơi bận một chút. Nǐ de chè, nǐ de zì xíng chè shì xìn de hái shì jiù de? Xe đạp của bạn là xe mới hay là xe cũ? Lǒu xiā de zì xíng chè tài tuō le? Xe đạp ở dưới lầu quá nhiều. Xiā hè hòu, sau khi tan lớp, tiān fāng zǎo zì xíng chè? Điền phương tìm xe đạp. Wǒ de chè nè? Xe của tôi đâu? Nǐ de chè shì shénme yán sè de? Xe của bạn là màu gì? Lán de, màu xanh da trời. Shì xìn de hái shì jiù de? Là xe mới hay là xe cũ? Xin de, xe mới. Na lẹng lán de shì bù shì nǐ de? Chiếc xe màu xanh da trời kia có phải của bạn không? Nà lẹng, chiếc nào? Na lẹng, chiếc kia. Bù shì, không phải. À, xe na nè, à, đằng kia rồi. Chúng ta quay lại phần từ mới. Cung rùa là công việc. Nì cung rùa máng mà, bạn công việc bận không? Càng khai xuế yếu tiền máng, vừa mới khai giảng hơi bận tí. Trong thực đời sống thực tế người ta hay bỏ chữ y đi, người ta đọc luôn là yếu tiền. Chưa là xe. Ủa tới chưa nữa, xe của tôi đâu? Xe nọ ở đằng kia kìa. Tự xính chưa, tức là xe đạp. Ủa mải là ý len tự xính chưa là tôi đã mua được một chiếc xe đạp rồi. Chi chưa, xe hơi. Ní ở chi chưa hay sự tự xính chưa? Bạn có xe hơi là xe đạp. Chúng ta sử dụng cái câu hỏi khái sự là trong tiếng Việt mình là khẳng định hay phủ định thì chúng ta đều có trong câu hỏi hay là câu khẳng định chúng ta đều dùng là hay là. Nhưng mà người Trung Quốc thì nếu trong câu hỏi thì người ta dùng từ khái sự để ai của khái sự tha, anh yêu em hay yêu con đó. Nhưng mà nếu trong câu khẳng định anh yêu em hay yêu con đó đều được thì người ta lại dùng một từ khác là từ khua trở, để ai của khua trở tha tâu xính. Chúng ta đi tiếp có từ zěn mě yǎng là như thế nào. Jīn tiān nǐ zěn mě yǎng, hôm nay bạn làm sao. Jīn tiān wǒ hěn máng, hôm nay tôi rất bận. Suì jìn là càng vừa gần đây. Suì jìn nǐ máng bù máng, gần đây bạn bận hay không. Bù tài máng, không bận lắm.
Cang là vừa mới, cang khai xuế vừa mới khai giảng, yếu tiền mạng hơi bận một chút. Khai là động từ lái, khai trưa lái ô tô, những cái gì mà dạng vô lăng các bạn dùng khai. Còn cái gì kẹp đùi hai bên các bạn dùng động từ khác là chí, ví dụ chí mã cưỡi ngựa, chí xử dính chưa đi xe đạp, chí múa thua chưa đi xe máy. Yến sợ là màu sắc, ní xỉ khoa là sớm với yến sợ, bạn thích màu sắc gì? Úa xỉ khoa là lán sợ, tôi thích màu xanh da trời. Na leng lán tợ sư bù sư nỉ tợ, chiếc xe màu xanh da trời kia có phải của bạn không? Ú sư à? Không phải. À, xe na nè, đúng rồi, ở đằng kia. Lui là màu xanh lục, ní xỉ khoa lui sợ hay sư khuây sợ, bạn thích màu xanh lục hay là màu xám? Úa xỉ khoa khuây sợ, tôi thích màu xám. Khuẩn là buồn ngủ, mệt mỏi. Ủa chế tớ khẩn khuẩn, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Ưa là đói, ưa sử là đói chết đi được. Lẩn là lạnh, lấm sử là lạnh chết đi được. Khửa là khát. Ủa chế tớ khấn khửa, tôi cảm thấy rất khát. Lây tức là mệt mỏi, lây sử là mệt chết đi được. Chúng ta sang phần chú thích. Yếu y tiền máng, hoài ra đời người ta đọc là yếu tiền máng luôn, hơi bận một chút. Khi mà bạn sử dụng yếu tiền là biểu thị một ít à. Thường là cái gì bạn không vừa ý bạn dùng cái đó. Ủa chơi chi yếu tiền mà, tôi gần đấy hơi bận chút. Chữ y các bạn cắt đi nhá, không đọc. Chữ cơ xe sự yếu tiền tạ, cái vali này hơi to một chút. À, xe na nữa. À, ở đằng kia rồi. Bây giờ chúng ta sang phần ngữ pháp. Chủ quê quê quỷ trị, câu vị ngữ, động từ là loại câu có thành phần vị ngữ được tạo bởi một động từ hoặc một cụm động từ. Tại ví dụ, nì sơn thí chẩm yạng, chủ ngữ là nì, sơn thí chẩm yạng là vị ngữ. Trong vị ngữ đó có một cụm chủ vị nhỏ, sơn thì là chủ ngữ con và chẩm yạng là vị ngữ con. Trường hợp số 2, của sơn thì khấn họ, tôi sức khỏe rất tốt. Thà cung rùa máng bu máng, cô ta không bận, có bận không? Thà cung rùa bu máng, công việc của anh ta, của cô ta không bận lắm. Của sơn thì khấn họ, tôi sức khỏe rất tốt. Thà cung rùa khẩn máng, cô ta công việc rất bận. Bây giờ các bạn chuyển sang sử dụng khái sự. Khái sự là câu hỏi lựa chọn A hay là B. Tại ví dụ luận, nì đã chưa xuất xin đờ hay xuất chiều đờ, xe của bạn là xe mới hay xe cũ? Của tôi chưa xuất xin đờ, xe tôi là xe mới. Nì chi thiên trị hay xuất mình thiên trị, bạn đi hôm nay hay ngày mai đi? Thà chi thiên trị hay xuất mình thiên trị, anh ta ngày hôm nay đi hay ngày mai đi? Thà mình thiên trị, anh ta ngày mai đi? Nì xuế trí trung huấn hay xuất xuế trí yên huấn, bạn học tập tiếng Trung hay là tiếng Anh? Thà xuế trí trung huấn, anh ta học tiếng Trung. Bây giờ chúng ta sang với câu hỏi tình lược sử dụng N. N thì nó có hai trường hợp. Nếu trường hợp mà không có câu văn phía trước thì nó có nghĩa là hỏi địa điểm. Ủa tớ su nè, sách của tôi đâu? Ủa tớ chữ dính chưa nè, xe đạp của tôi đâu? Nếu có văn cảnh thì nó ý nghĩa nó sẽ dựa vào cái câu văn trước nó. Ví dụ, chưa sư sấy tờ bao, đây là túi của ai? Ủa tớ, của tôi. Nát cơ nè, cái kia thì sao? Ủa hứng yêu tớ, của bạn tôi. Nì sư nà của đấn, bạn là người nước nào? Ủa sư in của đấn, tôi là người Anh. Nì nè, còn bạn. Ủa sư rư bẩn dấn, tôi là người Nhật Bản. Bây giờ chúng ta sang phần ngữ âm. Ngữ điệu trong câu hỏi lựa chọn là tương đối cao, tốc độ chậm, đọc nhấn mạnh thành phần được cung cấp để lựa chọn. Liên từ khái sự thì các bạn đọc nhẹ thôi. Thành phần trước khái sự thì lên giọng, thành phần sau khái sự thì bạn xuống giọng. Ví dụ, thì đã chưa sư xin đờ khái sự chiều đờ, xe của bạn là xe mới hay là xe cũ? Đi chi thiên trị khái sự mình thiên trị, bạn đi hôm nay hay ngày mai đi? Trong câu hỏi tình lược người ta sử dụng nơ. Từ đơn âm tiết đứng trước nơ phải đọc nhấn mạnh, cuối câu thì xuống giọng một chút. Pì nè, bút đập của chữ yếu chí. Nì nè, tôi đi bưu điện, còn bạn? Bây giờ chúng ta sang phần bài tập. Cung ruộng, tung ruộng, chi chưa, chí chưa. Khái sự, khái dự, chơi chín, chơi chín. Yến sợ, yến sợ, khái sự, hoặc chữ tự hành chưa, chu chu chưa, chỉ phủ chưa, múa thua chưa, xin su, xin chữ điển, xin đi thú, xin máu y, xin chữ đại, chiêu su, chiêu chữ điển, chiêu đi thú, chiêu máu y, chiêu chữ đại, yếu điển xảo, yếu điển đa, yếu điển tráng, yếu điển toản, yếu điển chiêu, yếu điển khở, yếu điển ưa, yếu điển cao, yếu điển rượ, hơi nóng một chút, yếu tén lẩm, hơi lạnh một chút. Thi khoa, bài tập thay thế. Nì sơn thí chẩm yạng? Wo sơn thí hẩn hảo. Bà bà, mà mà, Hoàng lão sư, tha. Nì mà mà. Nì máng bù máng, khẩn máng, ố khẩn máng. Lệ, khuẩn, ưa, lẩm,
cửa. 你的车是什么颜色的? 黑的. 我的车是黑的. 白, 红, 黄, 蓝, 绿. 黄 này là màu vàng. 你的车是新的还是旧的? 新的. 我的车是新的. 包,词典,书,本子,地图. Thì vấn đặt câu hỏi sử dụng khái sự. Ví dụ, 你买苹果还是买橘子? 你去银行还是去邮局? 你有蓝自行车还是黑自行车? Bạn có xe đạp màu xanh hay là màu đen? 你喝茶还是喝咖啡? 你学习英语还是学习法语? Dùng nơ đặt câu. 我喝茶,你呢? 我也喝茶. 我是美国人,你呢? 我是日本人. 这是我的包. 那个呢? 那是我的. 我学习汉语,麦克呢? 麦克也学习汉语. 这些是药. 那些呢? 那些是酒. 应该可以了酒. 田放住六楼, 蝙蝠sống ở tòa nhà số 6. 张东呢? 张东你上. Trang Tung trụ chiều lâu, Trương Đông sống ở tòa nhà số 9. Chủ duy, sắp xếp từ thành công. Ví dụ, Lý. Thà sư chia đã ta xế sân, khái sư mẩy của xế sân. Nì tờ máu y sư lán tờ khái sư khúng tờ. Câu 2. Dưa leng chưa sư nì tờ khái sư thiến phang tờ. Câu 3. Trang Tung xế xí rư ủy khái sư y ủy. Câu 4. 他的照相机是新的还是旧的? Câu 5. 晚上你看电影还是电视? Buổi tối bạn xem phim hay là xem TV? Câu 6. 那本词典是英文的还是法文的? Cái từ điển đó là tiếng Anh hay tiếng Pháp? Bây giờ bài 5. 按照例句做练习. Dựa vào cái câu mẫu để mà làm theo. Đặt câu ấy mà. 这是我的箱子. Đây là cái vali của tôi. 这个箱子是我的. Rốt cục là người ta muốn là các bạn sử dụng một kết cấu 是.tơ. 是.tơ là một kết cấu nhấn mạnh. Bạn muốn nhấn mạnh cái gì bạn nhồi vào giữa kết cấu 是.tơ đó. Ví dụ 这是一件红毛衣. Thì ta đổi 这件毛衣是红的. Câu 2. 这是王老师的书. 这本书是王老师的. Câu 3. 这是一本 phả vấn chữ điện, chữ bản chữ điện sư phả vấn đó. Câu 4. Chưa sư ý lên xin chưa? Chưa lên chưa sư xin đó. Câu 5. Na sư mê mê đờ xin. Na phân xin sư mê mê đờ. Câu 6. Chưa sư ý trang Trung Quốc tỷ thú. Chưa trang tỷ thú sư Trung Quốc đờ. Trang trí khuê khoa, hội thoại giao tiếp. Háo chiều bú chen là lâu lắm rồi không gặp. Nì sân thí khảo mà, bạn sức khỏe tốt không? Khẩn hảo, rất khỏe. Nì nè, còn bạn, ủa dễ khẩn hảo. Xin luôn, hỏi thăm. Nì khờ trà hay sư khờ cà phê? Bạn uống trà hay cà phê? Ủa khờ cà phê, tôi uống cà phê. Nì ảo chèo chữ, khái sư yêu bao chữ. Bạn muốn há cảo hay là bạn muốn bánh bao? Ủa bú yêu chèo chữ, tôi không muốn há cảo. Dễ bú yêu bao chữ, cũng không muốn bánh bao. Ủa yêu mì phạn, tôi muốn cơm. Bây giờ chúng ta sang phần duyệt thú. 准确处的自行车很多. Xe đạp ở bãi đậu xe rất là nhiều. Thiến phang xe khơ khâu. Điền phương sau khi tan lớp. Chả bú tạo sư chỉ tờ sư xính chưa là. Cũng không tìm thấy xe đạp của mình. Thiến phang tờ sư xính chưa sư lán tờ. Xe của Điền phương là màu xanh ra trời. Trang tung xuông. Trương Đông nói. Na lèng lán chưa sư sư nỉ tờ. Cái chiếc xe màu xanh ra trời kia có phải của bạn không? Thiến phang xuông. Điền phương nói. Tha tờ sư xính chưa sư xin tờ. Xe đạp của cô ta là xe mới. Phú sư chiêu đó, không phải xe cũ. Na lèng phú sư hà đó. Chiếc đó không phải của cô ta. Khủ rán, bỗng nhiên. Thiến phàng khan chen là chữ chỉ tờ chữ xính chưa. Điền phương đã nhìn thấy chiếc xe đạp của mình. Thả tờ chữ xính chưa. Xe na nè, chiếc xe của ấy ở đằng kia rồi. Trên đây thì tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn cho các bạn bài 16, tức là bài đầu tiên của quyển giáo trình Hán ngữ 2. Việc của các bạn về nhà là sẽ nội dung bài khóa và từ vựng đọc qua 5 lần, lần thứ 6, up YouTube, gửi link vào trong nhóm học tiếng Trung online. Phần bài tập các bạn làm hết đi. Đấy. Rồi cái phần bài khóa thì cũng bật cái đĩa các bạn đã mua MP3 từ Hán 1, Hán 6 ở về trung tâm ấy.
tiếngchu.vn đấy. Các bạn bật nó lên từng câu một, viết chính tả từng câu một. Bài tập và cái phần viết chữ đó các bạn chụp ảnh up lên trên nhóm mà tôi chấm điểm và sửa lỗi sai cho các bạn. Tiếngchu.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.